có một cái lu bên hông, vài cây mai trồng trước sân. Phía trước hàng rào trồng rất là nhiều bụi bông trang. Một lối nhỏ đi vào, xung quanh đầy nước ngập. Bất chợt trên đường đi mà mình dừng lại tại một căn nhà, thấy được vẻ đẹp mộc mạc chân quê ở nơi này. Em xin được mến chào cả nhà đã đến với một video tiếp theo trên kênh của em ngày hôm nay nha. Đây là một con đường làng quê cả nhà ơi, thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ngày nay. Đi cặp mé lộ như vậy nè, mình thấy được những cái đám ruộng mà bà con mình đang gieo xạ. Và bà con mình cũng ra làm đồng rất là nhiều ở nơi này nè. Có những cụ bà cũng đã lớn tuổi rồi, em thấy lớn tuổi rồi mà vẫn cầm cái cuốc để làm cỏ bờ đó cả nhà. Phía trong đồng xa xa là có những căn nhà cấp 4 mái ngói, những cái bụi chuối rất là lớn ở phía trong. Mà từ con đường lớn này mình nhìn vào mình thấy nè. Ngoài ngắm cảnh đồng ruộng, làng quê ở nơi này, hôm nay mình sẽ đi ngang một nơi mà bà con mình chuyên trồng bông súng để bán ở ngoài chợ đó cả nhà. Cái mô hình trồng bông súng mà bán ngoài chợ như thế này chạy ngoài đường hoài chứ em ít thấy lắm luôn á. Trái này em biết nè, bông này em biết nè, cây này em cũng biết nè, nhưng mà kêu tên gì bây giờ em không nhớ ra cả nhà ơi. Và công dụng của nó để làm cái gì thì em cũng không có nhớ nữa. Chỉ nhớ là hồi nhỏ mình hay chơi, làm những cái trò chơi dân gian ngày xưa đó. Khu này cảnh cũng trống lắm cả nhà. Có mấy con bò đang ăn cỏ phía trong, cạnh một cái con đường nhỏ xíu. Mà em để ý hồi nãy giờ nha, phía bên tay phải của mình á thì nhà cửa bà con mình nhiều lắm nha, san sát nhau à. Còn bên tay trái này thì nó lai rai lác đác, hầu như là ruộng đồng nó lồi ra không à. Nãy giờ mình chạy mình thấy đó, ruộng thì nhiều chứ nhà thì ít lắm, lưa thưa. Ngay cái khúc cua này được căn nhà mà hàng rào nó dài sọc luôn, căn nhà khá giả dưới quê nè. Thì bên đây là cái mồ của bà con mình. Nhìn những cái đám ruộng ở đây bạc ngàn ha cả nhà, nhìn mút có câu mắt luôn á, xa thiệt xa luôn. Nó có chiều dài chứ nó không có chiều ngang. Phía trước này có chú đang làm cái gì nè. Ý, chú dạy giống cho đám ruộng mình, đứng trên bờ rải nè. Cái thao của chú cầm á là cái thao lúa giống đó cả nhà. Trước khi mà giải được như thế này á là chú phải ngâm trước 1-2 ngày gì đó. Mình muốn hôm nay giải á, 2 hôm trước mình đã ngâm rồi để cho mà lúa giống nó lên mọng cho đúng cái ngày mà mình dự tính xuống giống gieo mạ như thế này. Những người nông dân nào á mà làm ruộng chuyên nghiệp họ hay lắm cả nhà. Như lúa bị cái gì, xuống giống ngày nào, rồi tới ngày nào trổ là họ canh được hết á. Còn mình này nhìn vô bù trất liền, không biết ngày nào là ngày nào hết. Ngay cả lúa, cọng lúa mà nó thiếu cái loại phân gì là họ cũng biết, họ bón cho nó đúng chu kỳ á, để cho cây lúa nó tốt rồi năng suất nó cao đó cả nhà. Mình đang chạy đến khu này sao có quan không chị? Nguyên cả cái gò này quá trời rộng luôn này, không thấy ai cải tạo làm cái gì hết. Ý, ở trong đây có căn nhà đẹp quá, nhà cổ cả nhà ơi. Cả nhà coi cái hàng rào đi vô nhà nè, hàng rào bông trang mà được cắt tỉa cẩn thận lắm. Bên hông nhà trồng cao quá trời quá đất luôn, không biết thời buổi này mà còn trồng cao nhiều để làm cái gì, hay là người ta bán buồng cao cả nhà. Bên đây mình thấy một hàng rào cây hoành tráng nữa nè. Hàng rào này xưa lắm rồi. Muốn cắt tỉa được như vậy chắc cũng vài chục năm đó cả nhà. Về sọc ha. Khu này chạy lên thấy nhà cửa ở nhiều nè, đồng ruộng nó bớt đi. Mà cái đường nãy giờ mình đi cũng khá dài luôn á cả nhà. Chạy nãy chứ cũng hơi xa rồi đó. Không biết nó ra ngay cái đoạn nào ở quốc lộ 50 đây. Cả nhà mình nhìn xem nè. Đám ruộng này thì người ta cấy lúa, mà cấy nó lên cao rồi, cả gang mấy tay rồi đó. Còn cái đám ruộng nãy mình đang đứng, chú đó đang đi vào mạ, nó không có đồng đều gì hết đó. Như có sự chênh lệch vậy đó. Như vậy là khi mà nó chín rồi đó thì đám chín trước cả tuần, 2 tuần, có khi cả hơn nửa tháng nữa mới đập. Ý, bà con mình trồng rau lan cả nhà ơi. Vào buổi chiều mà rau lan đọt nó non xèo vậy ta. Ôi cái này có cái rổ, 2 rổ về luộc dĩa ăn. Coi vậy á, rau lan mua tại vườn nó không có nhiêu tiền hết á. Cả nhà mình biết một bó nó có 5.000 ha. Bà con mình sống gần đây nè. Đó, lợi xin rổ, không lẽ giờ ta lấy tiền nó kỳ, cũng không có nhiêu tiền hết. Ở dưới quê á, thường thèm lợi, hái nói là mua chứ người ta tặng hết giáo. Ít ai lấy tiền lắm cả nhà. Đó là lý do tại sao mà bà con mình sống giữa đồng, ít đi chợ, ít mua rau là vậy đó. Ngày đây có ngã ba nữa rồi. Chợ cô này quẹo qua cái. Mình sẽ dự tính đi thẳng hay là quẹo đây. Thôi quẹo qua bên đây thử xem cả nhà. Quẹo vào con đường này để ngoằn ngoèo, chia sẻ những hình ảnh đồng ruộng, làng quê cho cả nhà xem. Chứ mà chạy ra cái tuyến lớn, tuyến nhộn nhịp em cũng không khoái mấy đâu. Ở khu này nó còn trống quá ha. Gò quan không à. Ngày xưa bà con mình á, chung cất lộ hết ráo. Giờ chạy ngang là nhìn thấy nó trơ trơ ở ngoài lỗ lớn như vậy á. Mấy con đường này tính ra là đường xe hơi vào được luôn á. Trong đây có một con đường hẻm nữa. Ê, cạnh đây có căn nhà đẹp quá. À, bông súng buổi chiều nó không có nở, chứ mà buổi sáng nó nở một cái nhìn đẹp lắm à. Bên hông căn nhà của bà con mình nè. Thường dưới những cái ao bông súng như thế này nè, mình hay thấy những cái bọt cá sặc á, nó nổi ở mé bờ á. Mà những con cá sặc đó là cá sặc đồng không à, chứ không phải cá sặc dạng to mà được bán ngoài chợ đâu. Nhìn cái ao bên nhà thân thương quá, trồng toàn bông súng không à. Có những cây dừa mà nó ngã ra bờ ao. Thấy được cảnh quê như vậy muốn nhìn liền luôn á. Thấy chưa cả nhà, đồng ruộng nữa nè. Ở phía trước là cảnh rất là đẹp luôn nha. Để em phóng to lên cho cả nhà xem. Dưới đây người ta gieo mạ lớm chớm rồi nè. Ở trong là căn nhà mái ngói. Bên đây có một căn nhà mái ngói nữa nè, cạnh với lại cái hàng rào cây nằm giữa ruộng luôn. Phía trước là cái bờ mà nhỏ xíu ha, đi vào nhỏ xíu luôn á. Nhà nào nhà nấy ở dưới quê làm hàng rào cây nhìn bình dị quá. Những cái con đường nhỏ như thế này nè mà chạy tuốt ở phía trong sâu á. Nếu mà ở đầu kia mình thấy xe nó chạy tới, bên đây mình phải tránh bớt. Còn đầu này nó cũng vậy đó, tránh qua tránh lợi. Chứ 2 chiếc xe mà vào một lượt á, không được. Ngay chỗ cái khu mà nó nhỏ đó, cái đoạn nó nhỏ mình né không có được. Có khi né vô sân nhà người dân luôn á cả nhà. Biết sao em biết không? Tại vì em chạy vô đường quê hoài em mới biết đó. Đây nè cả nhà ơi. Thấy cái gì chưa? Trước những cái kênh, gọi là cái kênh nha, dạy sọc luôn, trồng toàn bông súng không. Ở đây là bà con mình chuyên trồng bông súng để lấy cọng bán với số lượng lớn đó cả nhà. Mùa này có lẽ là nó hơi bị heo hắt rồi, ít bông rồi. Nó mà trúng mùa với một cái ao như thế này thôi, mình sẽ thấy đầy rẫy bông súng nó nở ra đỏ rực. Ai mà chạy ngang đây á, không cầm cái điện thoại để chụp hình lại là tiếc lắm luôn á. Ao rộng quá, đường kênh nó dài thiệt. Một cái nè, bên đây cái và phía trước một cái nữa. Người ta trồng số lượng lớn quá. Lần đầu tiên em cũng mới thấy cái mô hình mà trồng bông súng với số lượng lớn như vậy luôn cả nhà. Không biết cách chăm sóc bông súng này nó có cực hay không, có phân thuốc gì hay không mình không rành luôn. Bởi mà từ cái ngày mà em lập cái kênh này ra đó, em biết nhiều điều lắm cả nhà, cũng như là mình học hỏi những cái điều trong cuộc sống này, cái cách bà con mình xây nhà, khu vực nào mình trồng vườn như thế nào, nó là đúng, nó là đẹp, chịu khó là mình biết liền ha. Rồi tới đây là hết đường rồi, mình đang ra lại cái tuyến đường khác. Con đường phía bên tay trái nó nhỏ quá, phải chạy qua phía bên tay phải này mới được rồi. Căn nhà này đóng cửa mà phía trước trồng hoa trang đẹp quá. Khu này tính ra là ít làm vườn đó, chỉ có một số bà con mình trồng cây như bông súng rồi làm lúa ruộng thôi. Vườn tược thì lấy ít lắm, dân cư ở cũng thưa cả nhà, khu đồng mà. Được cái là ở đây ở với cái không gian mát mẻ, nhà nào nhà nấy, vườn nó rộng thênh thang ha. Vườn rộng đến nỗi mà em nghĩ là xây hàng rào nó cũng cực nữa đó, kéo lưới B40 nó dài sọc. Cây đang leo hàng rào này là bông đậu rồng nữa cả nhà. Còn đây là trái nó nè, trái non nè. Trái này ăn chưa được, ăn uổng lắm. Kiếm trái nào lớn xíu á, vô chấm với mắm. Đó, như trái này được nè, nhiều lắm. Trồng nhiêu đây nước bán á, chứ ăn gì hết nổi. Nó ra một cái là trái néo nẹo luôn. Ta trồng trên lưới B40 nè, bao hàng rào trước nhà. Y đường vào nhà ai mà đẹp quá vậy, hàng rào bằng cây mai trấn thủy. Sống như vậy cả nhà thấy thoải mái không cả nhà? Đi nhiều khi ngắm cảnh mê, riết nó đâm ra nó ghiền luôn cả nhà, gì hồi nào không hay luôn á. Em thấy đường xá dưới quê á, bà con mình chăm chút dữ lắm, như trồng cây rồi trồng hoa, trồng bông, hoặc là hàng rào bằng mai trấn thủy thì nhiều, cây dâm bụt thì nó cũng có với số lượng nào đó thôi hà. Phía trước này con hẻm nữa nè, khu này quẹo qua một cái cua nữa, một cái đồng ruộng cũng rộng lắm ở nơi này mà chưa có xạ nha. Đây tùy theo từng đám ruộng, có đám lên xạ rồi, có đám chưa, có đám lên cao nữa không chừng nữa. Em đang đứng trước khu vườn trồng tắc của bà con mình nè. Này dưới quê gọi là trái hạnh đó cả nhà. Cũng nhiều cây ở đây lắm, đang ra trái, mùa này đang trái quá trời quá đất luôn. Nhỏ không à. Ta trồng cho ta hái để ta ra chợ ta bán. Cặp với mé lộ. Còn cái tuyến đường phía trước này là một cái tuyến đường mới nữa. Em đang đi qua một cái tuyến đường khác nữa rồi. Một con đường đan cũng rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Khu vực này em thấy người ta trồng vườn nhiều đó. Trời ơi, cái lu của ai để ngoài tưới nước cho mấy cây tắc này hay sao á. Nghe cái tiếng xịt xịt này là cái tiếng máy cày đó cả nhà. Ở mấy cái đám ruộng bây giờ là người ta tơi đất ra hoặc là người ta cắt lúa. Có những cái đám mà nó chưa cắt lúa thì nó cắt lúa. Cái tiếng nó rất là lớn luôn, rất là ồn luôn. Mình nghe từ xa là mình nghe rõ ràng luôn á cả nhà. Ở đây có một anh đang tơi đất ra kìa, ở phía trước. Nhìn thấy anh đứng trên trển em mắc cười quá. Xin lỗi anh nha, em thấy được một cái hình ảnh nó mộc mạc, nó chân quê, nó gần gũi lắm. Ảnh đang đứng trên một cái mái tơi đó. Phía trước là một cái đầu kéo, còn hai bên là hai tay cầm, y như là mình chạy một chiếc xe gì đó cả nhà. Nhưng mà cái này á, nó khó hơn chạy xe là nó cà giật, nó dưới đồng ruộng á, nó không chạy, không có điều, không có ngọt như ở trên đường lộ. Bởi bẻ lái cũng phải cần có kinh nghiệm nữa mới bẻ được. Cả nhà nghĩ sao khi mà nhìn thấy những hình ảnh như thế này? Người nông dân chân lắm tay bùn lắm phải không cả nhà? Đây cũng được xem là một cái nghề mưu sinh của những người nông dân. Nghề nào em cũng trân trọng, trân quý hết, miễn là lấy sức lao động ra chính đáng của mình là được ha. Em đang chạy trên bờ, còn ảnh đang chạy dưới ruộng. Nếu mà tính ra đó, anh chạy hết công sức, chắc em chạy không lợi luôn á, chứ không phải chơi đâu nha. Cái máy đó nó mạnh lắm cả nhà. Kéo ào ào, nó lướt ở trên cái mặt bùn đó, nó thành những cái con sóng lớn luôn á. Em đang quẹo qua chỗ của mấy ảnh ngồi nè. Hình như là ảnh có hai anh thay phiên nhau làm hay sao á. Một anh đang ngồi trên bờ chờ nè, còn anh kia đang làm ở dưới. Y ở đây có anh đang câu cá gì dưới đây nữa ta? Hay là ảnh chờ cái máy tơi qua rồi đó, có những con cá mà nó ngợp á, ảnh canh ảnh bắt ra. Ở dưới quê nó hay có những người đi theo bắt cá như vậy á, đập lúa cũng vậy đó, đập lúa thì đi theo chích ở phía sau. Ngay đây có căn nhà ngói nữa nè. Mà sao phía trước này ta bỏ trống rộng ghê ha. Còn xây được ha, mấy chục căn nhà ở phía trước luôn á. Khu này bà con mình ở tương đối thoải mái đó, thấy tương đối thoải mái. Còn đồng ruộng nhiều, còn ao nhiều. Em đang đứng trước một cái ao lớn nè. Xa xa có cái vèo á, người ta nuôi ếch đó cả nhà. Để mấy miếng mót á, nó leo lên những miếng mót đó, em mới thấy ếch nuôi cạnh thiên nhiên luôn. Cái vèo nuôi này nó nhỏ quá, chắc ta nuôi ta ở nhà ta để ăn thôi, không có kinh doanh buôn bán gì á. Đây là một tuyến đường đan, nhưng mà tuyến đường quê chứ không phải là ở ngoài lộ lớn, phố thị. Cũng ít nhà, ít xe chạy lắm. Bây giờ em sẽ quẹo vào con hẻm nhỏ này nữa nè. Đi vào trong những con đường nhỏ mình coi cảnh nó đẹp, nó đã hơn. Đường này tương đối nhỏ ha, nhưng thấy nhà ở đây đông nè. Coi cái hàng rào của bà con mình nó dày sọc luôn. Phía trong là khu nhà vườn, gọi là nhà vườn chính hiệu luôn á. Trồng xoài, trồng này trồng kia, trồng cây ăn trái không à. Trước sân nhà nè. Ý, cái đường này nhỏ quá mà sao con nhà có xe hơi vào được ta? Em thấy nhỏ quá, khoảng đâu đó 3 mét hả? Chắc xe hơi đó dạng loại nhỏ đó, mình vào trong cái khu này được. Ngay cái góc cua này đẹp quá. Có căn nhà mà nhìn ngang cái cua, bo cua qua, ai chạy qua cũng thấy hết. Nè, khu nhà vườn này cả nhà. Bên đây. Còn mấy căn nhà này y như là nhà kiểu ngày xưa vậy đó. Mặc dù ngày xưa nhà nào nhà nấy nó thụt vô khoảng chừng 7-8 mét gì đó. Xây cái sân ở phía trước. Nhà ở mà có sân ở phía trước là em chịu hả? Có đậu xe hoặc là Tết rồi đó, có cúng kiến gì á, nó rộng rãi thoải mái lắm. Còn hơn là mặt dựng ngay chỗ cái mí đường luôn thì mình ngồi mình ngó từ nhà ra thôi. Ngay phòng khách mình ngó ra thì hơi bất tiện. Đây, em đang đứng trước một cái nhà vườn nè, rất là rộng luôn, có cái ao nữa. Mà người ta nuôi vịt sim không nè. thả lan á cả nhà, thả lan ở trong vườn á. Tới đây một cái ngã ba nè, bây giờ quẹo đông, bây giờ quẹo theo cảm tính thôi. Đường nào càng nhỏ thì mình càng ưu tiên, quẹo nhỏ vô thấy nó có nhiều cảnh đẹp lắm. Khu này giống khu nhà mới quá, những cái hàng rào làm rất kiên cố. Rồi một cái ngã ba nữa, đi đâu đây? Bên phải hay bên trái? Bên này thấy nó nét hoang sơ hơn, chạy bên đây thử, chứ giờ nhiều hướng quá em cũng không có định hướng chạy bên nào nữa. Cả nhà để ý những căn nhà phía bên tay trái không, sân rộng, nhà của ngày xưa đó, dân mình bám trụ lâu rồi ở đó, nhà mới cây xây theo cái kiểu dạng như vậy. Mình đang vào nơi đây cũng như là mình vào trong cái khu dân cư ở rồi, có dân mình ở nhiều hơn. Nhưng mà có lẽ nó cũng pha lẫn với lại nét hoang sơ đó, cây cỏ nó cũng nhiều đó cả nhà. Hồi xưa chắc khu vực này nó cũng còn hoang vu lắm. Bây giờ dân cư về ở nhiều đó nên thấy rải rác thành cụm như vậy. Mình đang đi qua những cái căn nhà mà sân nào sân nấy nó chà bá luôn. Khu này tại một cái con hẻm ngoằn ngoèo mà em quẹo vô trong đây đại luôn. Ở đây người ta cắt nhà kỳ quá, cái thụt sâu, cái lồi ra ngoài. Ê, phía trước này người ta làm cái gì ta? Thấy cái này lạ lạ lắm, không biết là cái gì luôn. Phơi phía trước này. Nhà ở đây không biết có ai ở không, mà thấy cũng cỏ nó leo lên hàng rào nhiều lắm. Em chạy thử vào trong xem nó đi đâu. Nãy giờ mới gặp được một anh này đi vô hàng ở trong đây. Đường này thấp quá ha cả nhà, thấp chủm luôn á, có nguy cơ nước ngập á. Dưới đường rong rêu rồi nó bám nhiều. Một cái ngã ba nữa nè, ngã ba ngã tư quẹo tùm lum ở trong đây hết. Trời ơi, căn nhà phía trong kìa, cái sân nó rộng thênh thang luôn. Vô cầu 15 m á, chừa sân á cả nhà. Còn con đường này rất là xấu, nhưng mà dân cư ở thì đông. Phía trước em thấy con đường lớn kìa, lỗ lớn ở phía trước rồi nè, chạy ra coi nó tới cái đoạn nào. Một lô nền bỏ trống, y như một cái ao vậy đó. Cỏ mọc và cây cao người ta đốn dưới khu queo. Ra được cái vòng xoay rồi nè cả nhà. Vòng xoay này là vòng xoay Trường Bình, ngay tuyến quốc lộ 50. Vậy là cái hướng phía bên tay phải mình là về dưới Cần Đước đó, đi Gò Công, Tiền Giang đó cả nhà, hướng này nè. Còn mình quẹo phía bên tay trái là vào lại cái thị trấn Cần Giuộc, cũng như là mình đi Sài Gòn á. Vậy là hồi nãy giờ mình đang đi ngoằn ngoèo lạc ra tới ngay đây luôn, là xã Trường Bình của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ngày nay đó. Rồi có lẽ video kỳ này tới đây em xin tạm dừng lại nha cả nhà. Em xin chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nha. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo trên kênh.